Tại ngày chim nào luôn mình là bà chỉ mua bì gà này cho tôi lại bà đấy. Ở khu tiệm sạp bì toàn mấy sạp gà rồi đuổi mò. Tại lịch đấy Star Wars luôn khỏi sạp gà liền phía bà đấy. Sau này sau mà rồi cho nó rồi thì cái sạp còn chưa đến nó bị đá lên này đuổi mò nữa hả? Sau này ôi ấy mà thu sang này cái giá này đâm nhiều này so cái giá này cái giá bà đấy. Sau này ôi cái đuổi ấy bị web bị thay này. Ác đã yêu lý đi này video giải phẫu đuổi sẽ gu này cái bì đó. Nó bị đá này đuổi mò nữa cái này đuổi đuổi này cũng bị biến thành bị cái giá bà đấy. Đuổi mò hả đuổi ấy cái thế cái này thu sang này biết thì chưa có bà thâu đông là cái bì đó. Chính giá trị lâu dài mà lâu đi cũng lấy khán đài mà bị ông cúi bị cái bà đấy. Từ lúc phải so cái giá này chính mà bị cái mà mất đi này. Ác đã yên đi ra liền gặp chúng ta là cái bì đó. Nó bị đại mà lấy ở đây ác đã yên đi ra liền của tôi tham đi đoạt cái bà đấy. Từ sau đuôi là đấy ác đã yên đi ra liền của lấy số này ủ tôi bây cái bì đó. Thì yêu cả sa cái này cả thì nhà mà bị xin cái đó là lâu mới gì cái bà đấy. Tại vì mấy số này ủ cả nó bị đại là bây giờ yêu ủ đã khám mà mình nhiều bà phụ lục tiền bây cái bì đó. Video dài cũng này ra cô là nấu sát là lâu đồng tiền mới khăn cái bà đấy. Thì lúc này bé Nobita ha ác đã yên liền của chú bị anh ngủ tiền đó phụ lục khai lại bì đó. Giá quá thế cả miếng ngủ ra được khu bảo mà khán đài thảo nay cái bà đấy. Ở đây chính mà bé Nobita du lịch ác đã yên miếng liền cả sa đình lâu sát là cái bì đó. Mô bà cô thăm mà bây giờ mô đồ lê chú ta nè gái bà rì. Đã cô tùy lại nhà này nô bì đá ká lê ảnh hò tòa bì ác đá yên lê gù bìa thay nè gái bì rò. Anh xí ạ cô lê chê con tò bì bìa huyền là gái bà rì. Tùy ạ khá nè cô lê ảnh miếng bìa huyền tòa gái bì rò. Thì yếu gà bà bì lô tạ kê ác đá yên lê tù nì á rà lê lù xin là nè gái bà rì. Tùy mô bìa hông là đê ká mà rò nô bì đá lì hà tù miếng kê rà rì á lông gù công bì Akata yên lego gazazia yoku lo maluba nello pioso nega bari. Nobita kale adango jabi akata yên lego aku bichaka labido. Atega nileng lama judali de counter bola gabari. Judaliga duya shimachide nobita ne dure mungo sat in nosa gabido. Tuga ng lama jugani yawlare echeta menali papi pide lupia pia gabari. Nobita ne dure monuka menali papi a jangu sewin sada gabido. Pakisa jang tigo yawla yara lupia megabari. Menali papi ga duya ng lama juba mapiponi de sebuji de ku jangu pia pia labido. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tụi nó cả mình nói ba bì đồ ăn xem xem mấy tác cụ trên này mà đây luôn biếng biếng cái bà đấy. Tụi em ngã tụi lâu này nè, yên chân này cô mình nói ba bì ấy xem mà thấu biếng cái bì đó. Tụi đôi này đúng là mà chú cô biếng bì cái đèn chaya ông luôn biếng biếng cái bà đấy. Tại sao mà lại mình nói ba bì ấy nó cô lại là như thế, yên đủ sức để cô gái xin biếng cái bì đó. Tại điểm mà bọn ta xem nhà thì cô xí là bì các bà mi bà cô tham ăn yêu là cái bà đấy. Nô bì ta nè, tụi em nói yên chia cô lấy yên đủ sức để cô gái xin sống ra như cái cha bì đó. Mình nói ba bì ha thì nín ở đâu mà bé xí lên mày luôn biếng sống như cái bà đấy. Tụi em ngã tụi em cái thằng mà chỉ để vừa sáp giang tâm ý của thâu đông biểu cái bì đó, mình nói ba bì lâu miêu ngã làm mà liệt chết đó ông trong này cái lại bà đấy. Sau này ông ấy chạy nhanh qua lên nô bì đã đốt xì của mặt cha cái mà bây giờ là cái bì đó, mình nói ba bì ấy cháu ngủ và thăm mà tì đoạt cái giá bà đấy. Thì cái sao cả đồ lấy của chị mà để cho tao nạp trên này này luôn chạy nhanh gặp biểu số này cái bì đó. Ở đây chính mà bây tụi nó xin này nhà của tại điểm mọi gì mà nhị cái giá là cái bà đấy. Ngã làm mà liệt chết này đồ lấy một nô cô lên nhà tụi cái lần này chỉ để này sa điểm chết cả cái bì đó. Áo mà xin này nô bì đã đốt ấy phơi cái này tụi nó ấy tại khai mua được của tại đây sau này cái giá bà đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã Shizuka này tụi em làm mà chú cô đủ tuổi học kể đến cha mẹ luôn, abe nên thấy sự gặp nhau cái bà đi. Tại vì mẹ mình nói papi cả tụi em lâu dài cô nào đã già này để tuổi cháu. Nô bị đã đâu mất đi lại khi mà bé Shizuka cô kể đến một đoạn điều thể thoát qua tuổi cái bà đi. Tại điểm mà chỉ bảo khán này sau này để giải đủ sự đa vị cái này mình nói papi giàu là đã cô đi tuổi cái cha bị đó. Nhà sau lưng cô luôn mà bị bé phải chịu chú ta cái bà đi. Tại vì mẹ nô bị đã đâu vậy phải đi ha, tụi em mới chơi chung này bé giải đủ để xí đen nhà cô chơi mình giàu là cái bị đó. À, phải khán thay giải Shizuka này mình nói papi đó nhà sau lưng cô bà chơi lại kể đến cái bà đi. Tụi em ơi, thứ sáu này sẽ học tiếng Anh gì để cho nhà tụi em cái này sau này chính sang nhà mà lục xin này cái bì đó. Tụi nó khui xin này nhà cái này, vui cổ biếng ta mi thoát qua đó cái bà đấy. Nô bì đã đuổi ở phía này cái này, tụi nó lâu nay cái này đuổi biếng biếng xuề xuề ông mới khai này cái giá bì đó. Thà biếng đó này, nhà tụi cao tầng cái này, tự đi bế sát khu của làm bộ cái bà đấy. Tụi em ơi, lần này tham gia tụi nó này đủ dùng sáng đó bị phía cháu này. À ra cô đồng chú bình là mà chú chỉ được khu lâu ngồi giá giảm xíu, phía xíu biếng biếng mày lục tham ăn chơi cháu khai lại bà đấy. Thì cái mà đó, nô bì đã này, chân này tụi nó lâu ngày nhà tụi cao tầng ngồi đó ra thoát đó cái giá bì đó. Thì cậu này chắc gì cũng nhảy vào tazi mà nhảy vào mấy lúc biếng biếng cái bà đấy. Mình nói là bà bị này đu nô bị đã đu hà tại bữa buổi một đoạn sống biếng khai lại bì đó.
မနေ့တော့ငါပြုတ်ချလာခဲ့တဲ့အယုတ်အာဂတယင်းတဲ့ကိုလည်းအကုန်ဝင်လာခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။မင်းသားလေးဘာဘီဟာငလမ်းမချိုရှိရကိုစတင်ပြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့ဂျိုဘမရှိတဲ့လူတွေကိုဘာမှမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးရမှာကသူ့ရဲ့တာဝန်ပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတိုက်တင်းမောကြီးတဲ့မှာရှိတဲ့ရန်သူခေါင်းဆောင်ကလက်နက်တမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းစားနေခဲ့ပြီးတော့အမှန်တကယ
ြစ်ခတ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘသူမှပြင်ထွက်လာလို့မရအောင်လဲမာရှယ်လောအမိန့်ကိုထုတ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရန်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ဓာတ်မီးကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်နိုဗီတာတို့ကအဖွဲ3ဖွဲ့ခွဲလိုက်ကြပြီးတော့တဖွဲ့ကိုလည်းတနီယာစီကနေစတင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကောင်းသောနယ်ပယ်ဒရေမွန်နဲ့မင်းသားလေးပါပီတို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာရန်သူတွေရဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးတော့ရှီဇူကနဲ့ဇူနဲ့အိုတိုနီယောက်ကလည်းရေချောင်းလမ်းကနေဝင်ရောက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ငလမလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ရှီဇူကနဲ့ဇူနဲ့အိုတိုကလည်းငကိုအရွယ်စားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကိုတားဆီးဖို့လာနေတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုလည်းရှီဇူကနဲ့ဇူနဲ့အိုကအသာလေးပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့လူတွေကိုဘယ်မှာဖမ်းထားတာလဲလို့ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးပါပီနဲ့ဒိုရီမွန်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ရန်သူကောင်းဆောင်ကြီးကကြိုးတုပ်ဖမ်းဆီးထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းတပ်ပစ်ဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒိုချိန်မှာပဲဇူနဲ့အိုတို့လိုမျိုးဒိုရီမွန်တို့ကလည်းငကိုရွယ်စားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူဖမ်းချုပ်ခံထားရတဲ့မင်းသားလေးပါပီကိုလည်းအချိန်မီကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ရွယ်စားပြောင်းတဲ့ဓမီဟာတမတ်ချိန်ရှိတယ်ဆိုတာဒိုရီမွန်ကပြန်သတိရသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ပြေလို့မို့သူတို့ကငကိုရွယ်သားကိုပြန်ရောက်သွားတာလို့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အေယာမလူကြီးရေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ငလမစစ်သားတွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ကိုတပ်ဖို့မိန်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရှိဆုံးကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နိုဘီတာပါဝင်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့ငလမချုပ်ကိုလည်းအရင်တိုင်းတာယာအေဂျင့်နဲ့နေရာကြီးဖြစ်အောင်ကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကိစ္စရေးအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့မြို့ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ငလမမျိုးသူမျိုးသားတွေကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့မင်းသားလေးပါပီနဲ့အေယာမလူကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘက်ကနေအကူအညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တဲ့နိုဘီတာတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးကိုလည်းမင်းသားလေးပါပီကထပ်မံကျေးဇူးတင်တာပြောခဲ့ပြီးတော့ကဘာကျော်ရှိရကိုလည်းသူတို့ရဲ့ရင်မြန်ကြီးနဲ့ပြန်လိုက်ပို့ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဆလာရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒိုရီမွန်တို့ရဲ့အဖွဲ့လေးဟာကဘာကျိုကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုလည်းဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေခဲ့ကြရင်းနဲ့ပဲဇလန်လေးကလည်းဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့နေရာပေါ်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။